Vâng, chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với livestream của nhà sành Đồ Si. Ngày hôm nay thì nhà sành Đồ Si sẽ giới thiệu đến quý anh chị các sản phẩm áo sơ mi dài tay đồng giá là 250k trên một sản phẩm bất kỳ và đã bao gồm ký ship trên toàn quốc. Quý chị chúng ta ưng mã nào xin vui lòng liên hệ qua Zalo số điện thoại 0337 707 398 để nhà sành Đồ Si tư vấn và hỗ trợ đặt hàng cho mình. Thời gian làm việc của nhà sành Đồ Si là từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa, buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ cho đến 23 giờ tối và không để quý anh chị chúng ta phải đợi lâu nữa. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với sản phẩm đầu tiên trong buổi live ngày hôm nay. Đó là sản phẩm đầu tiên xin giới thiệu đến quý chị sẽ là một thiết kế áo sơ mi kẻ với tông màu của mình sẽ là tông màu xanh than. Mã của sản phẩm này sẽ là S514, chiều dài là 63 và sau là 66, ngang là 47 và vai sẽ là 41 cm. Sản phẩm có size S cho quý chị chúng ta xung quanh từ 55 đến 60 kg. Các bác có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này, một thiết kế cũng rất là trẻ trung năng động để quý chị chúng ta lựa chọn mình mặc đi chơi đi làm trong thời tiết mùa hè năm nay. Sản phẩm sẽ có cho mình hai cái phần túi vuông ở hai bên ngực áo. Mã sản phẩm sẽ là S514, một thiết kế với độ mới cũng còn rất là cao. Quý chị chúng ta yêu thích sản phẩm này có thể là liên hệ chốt đơn với nhà sành Đồ Si. Chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Em này thì sẽ có cho mình là cái họa tiết kẻ sọc và cái tông màu của mình sẽ là cái tông khá là sáng màu. Quý chị nào chúng ta muốn mặc những cái sản phẩm trẻ trung năng động thì hoàn toàn có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Đây sẽ là một thiết kế đến từ nhà Valentino, một thương hiệu chuyên về các cái sản phẩm theo hơi hướng Ý này. Ở các bác chúng ta yêu thích sản phẩm này thì có thể là liên hệ chốt đơn với nhà sành Đồ Si với mã sản phẩm sẽ là S515, chiều dài là 73 và sau là 77, ngang là 52 và vai sẽ là 45. Với sản phẩm này thì quý anh chị chúng ta xung quanh khoảng là 65kg đến 70kg thì các bác có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Với cái chất liệu của mình sẽ là chất vải cốt tông, thấm hút mồ hôi rất là tốt. Em này thì quý anh chị chúng ta lựa chọn mặc đi chơi đi làm rất là hợp lý luôn. Mã sẽ là S515. Và chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live hôm nay. Đây cũng là một cái sản phẩm với họa tiết kẻ sọc và cái tông màu của em này sẽ là tông màu xanh than. Mã của sản phẩm sẽ là S516, chiều dài là 74 và sau là 77, ngang là 52 và vai là 45,5. Cũng là một sản phẩm dành cho quý anh chị chúng ta xung quanh từ 60 đến 65kg thì mình có thể lựa cho em này. Cái form dáng của em này mặc lên cũng rất là gọn gàng. Với cái phần vạt áo thì sẽ là vạt đuôi cá này, vạt cái áo đuôi tôm. Với cái thiết kế vạt này thì các bác mặc lên rất là trẻ trung năng động. Bên trên ngực áo thì sẽ có cho quý anh chị một cái túi vuông nhỏ, lại cần một chút cho quý anh chị chúng ta coi cận chất cũng như là cận các cái họa tiết chi tiết cũng như là màu sắc của sản phẩm mã S516. Mọi thông số thì nhà sành Đồ Si sẽ ghim lại ở phía bên tay trái màn hình để cho quý anh chị chúng ta tiện theo dõi và các bác có thể lựa ra những sản phẩm sao cho nó thật vừa vặn với số đo của mình. Và tiếp theo thì chúng ta cùng đến với một sản phẩm cũng là một thiết kế áo kẻ với tông màu xanh than. Mã sản phẩm này là S517, chiều dài là 73 và sau là 76, ngang là 56 và vai sẽ là 49cm. Sản phẩm có size XL cho quý chị chúng ta từ 70 đến 75kg. Các bác có thể lựa cho em này, form dáng suông rất là rộng rãi thoải mái. Và cái sản phẩm của mình sẽ là một thiết kế của nhà Timberland. Bên trên này sẽ là tem mác chính hãng của thương hiệu. Đây là một cái thương hiệu tương đối là nổi tiếng của Mỹ. Mã sản phẩm này sẽ là S517, cũng có cho quý chị một cái túi vuông nhỏ ở bên trên ngực áo luôn. Chất liệu của mình sẽ là chất vải cốt tông dày dặn và cũng không kém phần là thoáng mát dễ chịu cũng như là cái độ thấm hút mồ hôi rất là tốt để quý chị chúng ta có thể lựa chọn mình sử dụng trong mùa hè năm nay. Mã S517. Và chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Đây sẽ là một thiết kế của nhà Valentino, dành cho bác nào mà yêu thích cái phong cách tối giản thì quý chị có thể lựa chọn cho mình những cái sản phẩm với tông tối màu để các bác có thể dễ dàng mình phối đồ với các trang phục khác nhau. Mã sản phẩm này sẽ là S518, chiều dài là 74 và sau là 70 và sau sẽ là 80, ngang là 58 và vai sẽ là 49, size XL cho quý chị chúng ta từ 70 đến 75kg mình có thể lựa chọn em này. Đây sẽ là một cái thiết kế rất là cơ bản basic để cho quý chị chúng ta sử dụng mình mặc hàng ngày, mặc đi chơi đi làm. Chất liệu rất là mềm mịn thoáng mát. Mã sản phẩm sẽ là S518 và độ mới của em này cũng còn rất là cao. Và chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Ở đây sẽ là một thiết kế với cái tông màu nâu nhạt, lại gần một chút cho quý anh chị chúng ta coi kỹ hơn màu sắc của sản phẩm cũng như là các cái họa tiết chi tiết của em này. Một thiết kế của nhà Montbel với mã của sản phẩm sẽ là S519, chiều dài là 72 và sau là chiều dài là 72, ngang là 58 và vai sẽ là 51,5. Một sản phẩm thích hợp cho quý anh chị chúng ta có cân nặng từ 65 đến 70kg. Các bác có thể lựa chọn em này. Với cái tông màu của em này sẽ là cái tông màu rất là
trẻ trung năng động và cũng không kém phần nhã nhặn lịch sự để các bác chúng ta lựa mặc đi chơi đi làm. Chất liệu thì sẽ là chất vải mềm mịn thoáng mát, độ thấm hút mồ hôi rất là tốt. Đảm bảo với quý chị là các sản phẩm trong buổi live ngày hôm nay, các cái phần chất liệu cũng như chất lượng sản phẩm đã được nhà sành Lucy tuyển chọn rất là kỹ rồi, nên là các bác chúng ta cũng yên tâm chúng ta lựa chọn. Mình nhận hàng về mình sẽ rất là ưng ý các sản phẩm trong buổi live ngày hôm nay. Và độ mới của này cũng còn rất là cao này, mã sẽ là S519. Và chúng ta sẽ đến với một sản phẩm tiếp theo. Đây cũng là một con áo với họa tiết kẻ và cái tông màu của mình sẽ là tông màu đen trắng. Mã sẽ là S520, chiều dài là 69, ngang là 50 và vai sẽ là 42. Các bác mặc size, các bác có cân nặng từ 60 đến 65kg thì mình có thể lựa chọn cái sản phẩm này. Một thiết kế rất là cơ bản basic để cho quý chị chúng ta sử dụng, mình mặc hàng ngày, mặc đi chơi đi làm. Chất vải thì rất là mềm mịn và mã sẽ là S520. Quý chị có thể là coi lại một lần nữa toàn bộ form dáng của sản phẩm. Quý chị chúng ta yêu thích sản phẩm này có thể là liên hệ chốt đơn với nhà sành Đồ Xinh. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay, cũng là một cái thiết kế tương tự này. Em này thì cái màu của nó sẽ là đậm hơn một chút và mã sẽ là S521, chiều dài là 66 và sau là 69, ngang là 49 và vai là 41cm. Sản phẩm có size M cho quý chị từ 60 đến 65kg, mình có thể lựa cho em này. Cũng là những cái thiết kế với cái màu sắc trung tính để quý chị chúng ta dễ dàng chúng ta phối đồ. Và đây là một sản phẩm của nhà Closy, bên trên này sẽ là tem mác của thương hiệu, mã sẽ là S521, chất liệu dày dặn lên form dáng rất là chuẩn chỉnh cho quý chị. Và chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo. Em này sẽ là một thiết kế phối giữa hai tông màu xanh than và tông màu xanh lá. Mã sản phẩm sẽ là S522, chiều dài là 73, ngang là 52 và vai sẽ là 45,5. Size L cho các bác chúng ta có cân nặng từ 65 đến 70kg thì mình có thể lựa chọn em này. Đây là một thiết kế chính hãng của nhà Uniqlo, một thương hiệu của Nhật Bản mà có lẽ là các bác nào chúng ta cũng biết đến cái thương hiệu này. Form dáng của sản phẩm sẽ là thiết kế form suông, các bác mặc các bác có cân nặng từ 65 đến 70kg thì mình yên tâm mình lựa chọn cái sản phẩm này. Một cái thiết kế với tông màu cũng tối giản thôi để quý chị chúng ta dễ dàng chúng ta sử dụng, mã S522. Và chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Dành cho bác nào chúng ta yêu thích những cái sản phẩm áo sơ mi suông trơn đơn giản thì các bác có thể sử dụng cho mình cái sản phẩm này, mã S523, chiều dài là 71 và sau là 74, ngang là 47 và vai là 43. Với sản phẩm này sẽ có size S cho quý chị chúng ta xung quanh 60kg thì mình có thể lựa chọn em này. Form dáng bên này sẽ là một cái thiết kế form dáng mặc lên tương đối là ôm. Và cái sản phẩm của mình cũng là một thiết kế của nhà Uniqlo luôn, bên trên này là tem mác của thương hiệu, một thiết kế với độ mới cũng còn rất là cao và cũng không thể thiếu cho quý chị một cái phần túi vuông ở bên trên ngực áo, mã S523. Và chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Đây là một thiết kế áo với họa tiết kẻ sọc, lại gần một chút cho quý chị chúng ta coi cận màu cận chất của sản phẩm, mã S524, chiều dài là 74 và sau là 81, ngang là 59 và vai là 51,5cm. Với sản phẩm này thì quý chị chúng ta từ 65 đến 70kg thì các bác yên tâm chúng ta lựa chọn em này. Với cái form dáng suông rộng rãi thoải mái, mặc lên cực kỳ là dễ chịu cho quý chị. Và với những cái sản phẩm áo sơ mi thì sẽ là những cái thiết kế rất là hợp lý để quý chị chúng ta sử dụng trong mùa hè năm nay. Các bác có thể lựa chọn mình mặc đi chơi đi làm, vừa trẻ trung năng động mà nó còn vừa nhã nhặn lịch sự cho mình. Em này sẽ có mã là S524 và độ mới của sản phẩm còn rất là cao, nên là quý chị chúng ta cũng tranh thủ chúng ta lựa chọn cho các bác coi lại một lần nữa toàn bộ form dáng của sản phẩm. Và chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Đây sẽ là một thiết kế áo sơ mi với tông màu nâu đậm. Lại gần một chút cho quý chị chúng ta coi kỹ cái màu sắc của em này. Mã sản phẩm sẽ là S525, chiều dài là 70, ngang là 51,5 và vai sẽ là 44,5. Sản phẩm có size L cho các bác chúng ta có cân nặng từ 65 đến 70kg, mình có thể lựa chọn em này. Một cái thiết kế cũng rất là cơ bản basic để quý chị chúng ta có thể sử dụng hàng ngày. Và độ mới của em này cũng còn rất là cao. Chất liệu của mình sẽ là chất vải dày dặn lên form dáng chuẩn chỉnh. Các bác có thể là coi lại một lần nữa toàn bộ form dáng cũng như là các cái chi tiết họa tiết bên trên sản phẩm này. Và mã của em này sẽ là S525. Chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Dành cho bác nào mà yêu thích những cái áo sơ mi giả bò thì các bác có thể là lựa chọn cái sản phẩm này. Với cái tông màu của mình nó sẽ là cái kiểu tông màu xanh than, cái tông màu cũng tương đối đậm để quý anh chị chúng ta có thể dễ dàng chúng ta phối đồ với các trang phục khác nhau. Mã S526, chiều dài là 62 và sau là 68, ngang là 51,5 và vai sẽ là 43,5. Sản phẩm dành cho các bác chúng ta xung quanh từ 60 đến 65kg thì mình có thể yên tâm lựa chọn em này. Cái vạt áo của
mình cũng là thiết kế và đôi tô. Với sản phẩm này quý chị chúng ta mặc lên sẽ rất là trẻ trung năng động. Và cái phần cổ áo người ta sẽ thiết kế cho quý chị thêm một vài cái phần khuy áo ở bên trên để quý chị chúng ta mặc lên nó sẽ trẻ, nó sẽ nhã nhặn lịch sự hơn rất là nhiều. Mã S526 đây, quý chị chúng ta yêu thích sản phẩm này có thể liên hệ chốt đơn với nhà sản xuất. Và chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo thì em này sẽ là một thiết kế dành cho bác nào yêu thích cái phong cách tối giản thì quý chị có thể lựa chọn cho mình một sản phẩm áo sơ mi tông màu đen. Đây sẽ là một thiết kế của nhà Uniqlo với mã là S527, chiều dài là 67 và sau là 70, ngang là 49 và vai là 43 cm. Sản phẩm này sẽ dành cho bác nào xung quanh khoảng 60 kg thì mình có thể là yên tâm lựa chọn em này. Một thiết kế với cái chất liệu dày dặn và độ thấm hút mồ hôi cũng rất là tốt để quý chị chúng ta lựa chọn mình sử dụng trong mùa hè năm nay. Và cũng có cho quý chị một cái túi vuông nhỏ bên trên ngực áo luôn. Mã sản phẩm này sẽ là S527. Và chúng ta cùng đến với một sản phẩm tiếp theo thì đây sẽ là một thiết kế với tông màu xanh này, lại gần một chút để quý chị có thể là coi kỹ hơn cái tông màu cũng như là chất liệu của sản phẩm. Mã em này sẽ là S528, chiều dài là 68 và sau là 75, ngang là 54 và vai sẽ là 45,5. Một sản phẩm dành cho các bác chúng ta xung quanh từ 65 kg đến 70 kg thì các bác có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Đặc biệt là bác nào yêu thích cái phong cách suông chơi đơn giản thì đây sẽ là một cái sự lựa chọn cũng rất là hợp lý. Phong dáng của mình thì sẽ là thiết kế phong suông rộng rãi thoải mái. Chất liệu thì lại là cái chất liệu dày dặn nhưng mà vẫn đảm bảo cho quý chị là chúng ta mặc lên thoáng mát dễ chịu. Mã sản phẩm này sẽ là S528. Mọi thông số các bác có thể chủ động theo dõi ở phía bên tay trái màn hình của mình. Rồi chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo, đây sẽ là một thiết kế áo với tông màu nâu. Bác nào mà chúng ta yêu thích cái phong cách suông chơi đơn giản thì đây cũng là một cái sự lựa chọn cũng tương đối là hợp lý này. Mã S529, chiều dài là 69, ngang là 52 và vai sẽ là 42 cm. Sản phẩm có size M cho quý chị chúng ta từ 60 đến 65 kg, mình có thể lựa cho em này. Đây cũng là một sản phẩm của nhà Uniqlo, bên trên này là tem mác chính hãng của thương hiệu, lại gần cho quý chị chúng ta có cận chất này. Toàn bộ các sản phẩm ngày hôm nay của chúng ta thì đều là những cái mặt hàng rất là đẹp nên là quý chị chúng ta cũng yên tâm chúng ta lựa chọn. Bác nào chúng ta yêu thích sản phẩm này có thể là liên hệ chốt đơn với nhà sản xuất mã S529. Và chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo, đây là một con áo với cái họa tiết kẻ caro, tông màu của mình sẽ là tông màu xanh than. Mã S530, chiều dài là 66, ngang là 50 và vai là 40,5. Với em này thì các bác chúng ta từ 55 đến 60 kg thì các bác có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Một thiết kế rất là trẻ trung năng động và cũng không kém phần là nhã nhặn lịch sự để các bác chúng ta lựa mặc đi chơi đi làm. Với những sản phẩm này quý chị có thể yên tâm phối với cả quần jean, quần kaki, quần vải đều rất là hợp lý. Mã sản phẩm sẽ là S530. Rồi chúng ta sẽ đến với một thiết kế tiếp theo thì đây cũng là một con áo họa tiết kẻ. Bác nào mà chúng ta yêu thích những cái tông màu nổi bật một chút, mình có thể lựa chọn cái sản phẩm này. Một thiết kế phối màu giữa tông màu đỏ và xanh than đến từ nhà GMP, một thương hiệu của Mỹ, và mã sẽ là S531, chiều dài là 68 và sau là 70, ngang là 51 và vai sẽ là 42 cm. Sản phẩm thích hợp cho quý chị chúng ta có cân nặng từ 60 đến 65 kg thì các bác có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Thiết kế form dáng suông mặc lên thoải mái dễ chịu và chất liệu của mình sẽ là cái chất vải thấm hút mồ hôi rất là tốt, mã S531. Rồi chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo, đây cũng là một thiết kế áo với họa tiết kẻ luôn. Cái tông màu của mình sẽ là những cái tông khá là sáng màu nên là bác nào muốn mặc những cái phong cách trẻ trung năng động thì các bác có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Một thiết kế đến từ thương hiệu First Down và mã của em này sẽ là S532, chiều dài là 66 và sau là 70, ngang là 54 và vai sẽ là 46 cm. Cho quý chị chúng ta từ 60 đến 65 kg mình có thể lựa cho em này. Hai bên ngực áo chúng ta có thiết kế hai cái túi vuông và cái phần túi của mình sẽ là có nắp có cúc rất là cẩn thận. Chất liệu là chất vải cốt tông mềm mịn thoáng mát, độ thấm hút mồ hôi rất là tốt. Mã S532, bác nào yêu thích sản phẩm này nhanh tay liên hệ chốt đơn với nhà sản xuất. Rồi chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Em này sẽ là một thiết kế áo sơ mi tông màu xanh ngọc đến từ nhà Uniqlo. Mã sản phẩm là S533, chiều dài là 73, ngang là 48 và vai sẽ là 43,5 cm. Sản phẩm có size M cho các bác chúng ta từ 60 đến 65 kg, mình có thể yên tâm lựa cho em này. Và cái form của em này sẽ là cái form slim fit này, nghĩa là nó sẽ là hơi ôm vào người một chút nên là bác nào muốn mặc cái phong cách gọn gàng thì chúng ta có thể lựa cho em này, nhưng mà vẫn đảm bảo cho
cho quý chị là chúng ta mặc lên thoải mái dễ chịu, vì là cái chất liệu cốt tông rất là mềm mịn và độ thấm hút mồ hôi rất là tốt, chất vải rất là mát để các bác chúng ta sử dụng trong mùa hè năm nay, mã S533. Và chúng ta sẽ đến với một sản phẩm tiếp theo. Đây là một sản phẩm áo sơ mi tông màu xanh than và có các cái họa tiết ở bên trên. Quý anh chị chúng ta có thể là tự mình chúng ta theo dõi. Mã của sản phẩm này sẽ là S534, chiều dài sẽ là 68 và sau là 69, ngang là 49 và vai là 43cm. Cho các bác chúng ta xung quanh 60kg thì mình có thể lựa cho em này. Đây cũng là một cái sản phẩm với cái form tương đối là gọn gàng để quý anh chị chúng ta lựa cái sản phẩm này, chúng ta mặc đi chơi đi làm. Một sản phẩm đến từ nhà Timberland, bên trên này là tem mác chính hãng của thương hiệu. Chất liệu thì quý chị chúng ta yên tâm, nhà sành đồ xin bao chất cho mình. Mã sản phẩm sẽ là S534. Các bác có thể là coi lại một lần nữa toàn bộ form dáng cũng như là các cái họa tiết chi tiết của sản phẩm. Rồi chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo. Em này sẽ là một sản phẩm áo sơ mi kẻ, tông màu của mình sẽ là tông màu đỏ mận. Mã em này sẽ là S535, chiều dài là 65, ngang là 48 và vai là 44cm, dành cho các bác chúng ta có cân nặng xung quanh 60kg thì các bác có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Form dáng của em này cũng là một cái sản phẩm mặc lên tương đối là gọn gàng. Cái tông màu của em này cũng là tông màu dễ để cho quý chị chúng ta phối đồ. Mã của sản phẩm là S535. Quý chị có thể là coi lại một chút toàn bộ form dáng và họa tiết chi tiết của sản phẩm. Chúng ta cùng nhau đến với một sản phẩm cuối cùng trong buổi live ngày hôm nay, một thiết kế áo sơ mi tông màu đen và cũng là một con áo với họa tiết kẻ. Mã sản phẩm là S536, chiều dài sẽ là 65 và sau sẽ là 70, ngang là 49 và vai sẽ là 43,5. Sản phẩm dành cho quý chị chúng ta xung quanh 60kg thì các bác có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Đây là một thiết kế của nhà Lavin và đây sẽ là một thương hiệu đến từ Pháp này, một thương hiệu của Pháp. Bên trên này là tem mác chính hãng của thương hiệu. Chất liệu của mình sẽ là chất liệu mềm mịn thoáng mát, độ thấm hút mồ hôi rất là tốt để quý chị chúng ta lựa chọn trong mùa hè năm nay. Đặc biệt bác nào mà yêu thích cái phong cách tối giản thì đây sẽ là một cái sự lựa chọn rất là hợp lý này. Toàn bộ những cái tông màu nó sẽ là những cái tông màu trung tính để quý chị chúng ta dễ dàng phối hợp với các trang phục khác nhau. Mã sản phẩm sẽ là S536 và đây sẽ là sản phẩm cuối cùng kết thúc buổi live ngày hôm nay. Rất vâng, cảm ơn quý chị chúng ta đã theo dõi phiên live ngày hôm nay và hy vọng là quý chị có thể lựa chọn cho mình những cái sản phẩm mà quý chị chúng ta thật sự yêu thích. Nhà sành đồ xin sẽ được kính chúc quý chị chúng ta luôn dồi dào sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Đừng quên ủng hộ nhà sành đồ xin bằng cách nhấn nút đăng ký kênh cũng như là nhấn thêm nút chuông thông báo để khi nhà sành đồ xin ra clip mới có thể chủ động gửi đến cho toàn thể quý anh chị. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những phiên live tiếp theo.